sau khi bị bắt gặp ở cùng Lâm Thế Hiền, Thập Nhất Nương và Hầu Gia đã xảy ra xung đột, dẫn tới việc Hầu Gia bị Thập Nhất Nương dùng kéo đâm ở ngực. Qua việc này, Hầu Gia vô cùng tức giận, tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với Thập Nhất Nương, thậm chí còn xài chiếu ảnh dọn đồ ở Tây Khóa Viện về phòng mình. Biết mình đã sai, Thập Nhất Nương chủ động làm lành và theo đuổi ngược lại Hầu Gia, thậm chí nàng còn tự tay đòi cởi áo cho Hầu Gia. Xem đến cảnh này, khán giả không khỏi đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh hai người chuẩn bị thị tẩm. Tiếp đó là cảnh bôi vết thương cực ngọt ngào của cả hai. Thập Nhất Nương vừa bôi vừa thổi nhẹ vào lồng ngực Hầu Gia, khiến chàng ngại ngùng đến ngã ra sau. Thập Nhất Nương thấy vậy, vội vàng kéo chàng lại. Vậy là bốn mắt chạm nhau, lừa tình quả là không thể đùa được đâu. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.